điều để gửi đến tất cả các bạn. Và các bạn đừng quên cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bức tranh bánh chưng để gửi đến tất cả các bạn, và các bạn đừng quên cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.